Nhiều khách Tây bị sốc vì coi thường cái lạnh của Hà Nội, trải nghiệm rồi mới biết nó dã man đến thế. Xin chào các bạn đến với kênh Netizen React. Các bạn thân mến, những ngày này Hà Nội nói riêng và cả miền Bắc nói chung đang phải đối diện với cái lạnh thấu xương. Thời tiết này chỉ có ở nhà đắp chăn là chân ái thôi các bạn nhỉ. Còn sáng sáng phải ra xe đi làm, rồi chiều chiều lại đi về trong cơn rét buốt thì quả thật mới nghe thôi đã tê tái hết cả người. Mà nghe mình nói đến đây, chắc có bạn sẽ cười khẩy mà nói, Việt Nam lạnh thì thấm vào đâu, bên châu Âu người ta còn lạnh đến âm 10 độ cơ. Nói thế thì cũng có lý, quả là xưa nay có nhiều người bạn nước ngoài ngỡ rằng Việt Nam thời tiết mát mẻ dễ chịu, mùa đông lạnh xương xương nhẹ nhẹ thôi nên qua đây du lịch để tránh cái rét. Ai có mà dè, cái kết thật khiến họ sửng sốt. Bằng chứng là thời gian gần đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều video của khách nước ngoài khi tới Việt Nam. Họ toàn đến từ xứ lạnh âm độ, nhưng khi đối diện với cái lạnh của Hà Nội lại có phản ứng cực bất ngờ. Mà thực hư như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Cụ thể thì mới đây trên mạng xã hội, có nhiều người ở các nước châu Âu sang Việt Nam du lịch đã thừa nhận rằng cái lạnh ở đất nước của họ hoàn toàn không khắc nghiệt giống như Việt Nam. Khắc nghiệt ở đây là gì? Nghĩa là lạnh một cách rất khó chịu, lạnh tê tái tâm can, lạnh nhưng không thể sưởi ấm dù có mặc bao nhiêu lớp áo đi chăng nữa. Người thật việc thật đấy nhá. Đây là Will, một du khách người Pháp khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Mới đây anh ấy đã chia sẻ một trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Tại thành phố Hồ Chí Minh nơi anh đang sống, nhiệt độ ban ngày dao động khoảng 34 đến 35 độ. Trong đoạn clip, chàng trai ngoại quốc đi thăm thú đường phố với chiếc áo sơ mi mỏng. Anh liên tục phải lau mồ hôi, thời tiết oi bức khiến anh phải thốt lên, nóng chảy mỡ. Nhưng khi vừa đáp chuyến bay muộn ra thủ đô Hà Nội, anh đã lập tức bị sốc nhiệt. Du khách hốt hoảng khi nhìn xung quanh sân bay, người thì mặc áo phao, áo len, người đội mũ quàng khăn kín cổ. Riêng anh chỉ có chiếc sơ mi mỏng tang mặc từ Sài Gòn ra. Dù là người Pháp, nơi mà vào mùa đông nhiệt độ chỉ khoảng 2 độ C, nhưng Will cho biết chưa bao giờ anh ấy có trải nghiệm cái lạnh khủng khiếp như ở Hà Nội. Bước ra phía ngoài, anh càng cảm nhận cái lạnh thấu xương, gió thổi u u bên tai. Lúc này điện thoại hiện lên nhiệt độ chỉ khoảng 8 độ. Thời tiết lạnh tới mức chàng trai Pháp chỉ biết run cầm cập, khó thốt lên thành lời. Ngay sau đó anh đã phải lập tức đi ăn phở, ăn lẩu để làm nóng cơ thể. Hiện đoạn video mới nhất của hot vlogger người Pháp thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Phản ứng thú vị của Will Korowov khiến dân tình gật gù đồng cảm. Mình cũng thấy vậy, nhiệt độ ở Việt Nam khoảng 30 độ C thì cảm giác giống như 20 độ C ở Nga. Đúng, Hàn Quốc nhiệt độ xuống đến âm nhưng cảm giác không khắc nghiệt như mùa đông Việt Nam. Người xứ lạnh như Will mà cũng sửng sốt về cái lạnh của Hà Nội, đúng là độc lạ quá. Will đi ăn lẩu nóng giữa trời này là chuẩn bài rồi. Mình cũng vừa bay từ Sài Gòn ra, trời ơi, thêm combo mưa phùn, gió bấc thì thật đúng là tê tái. Cái lạnh Việt Nam phải gấp mấy lần lạnh âm độ bên Hàn Quốc ấy. Còn đây cũng là một người đàn ông khác mới đến du lịch Việt Nam cách đây chưa lâu, dạo bước trong cái lạnh của mùa đông Hà Nội, ông ấy phải thốt lên. Incredible, nghĩa là không thể tin được. Quá lạ thường, ông ấy giải thích, khi bắt đầu du lịch tại Việt Nam, hành lý của ông hầu hết toàn quần áo mùa hè. Ông đã từng nghĩ, ôi, Việt Nam là một đất nước gần xích đạo mà, thời tiết sẽ dễ chịu và mát mẻ thôi, không còn phải lo lắng về cái lạnh khi ở Việt Nam đâu. Ông ấy đã từng mặc định rằng chỉ có ở đất nước của ông mới có thời tiết đáng sợ như vậy. Thế là nói trước bước không qua, cái ngày không khí lạnh tràn về Hà Nội, ông ấy mới biết thế nào là mùa đông tại một đất nước trông có vẻ gần đường xích đạo trên bản đồ. Khi nghe chia sẻ của ông, nhiều cư dân mạng quốc tế cũng đồng cảm mà nói thế này. Ngay cả khi nhiệt độ dương, gió lạnh và khô ở Hà Nội có thể khiến bạn cảm thấy giống như mình đang sống trong tủ đông. Nói thật, tôi đã từng trải qua cái lạnh ở Siberia, nhưng Hà Nội là một trải nghiệm khác biệt hoàn toàn. Người Việt Nam chịu lạnh giỏi thật đấy, họ không sử dụng máy sưởi dù thời tiết lạnh. Có thể bạn chưa biết, họ chỉ có máy lạnh để phòng những ngày trời nóng mà thôi. Tôi đã sống ở châu Âu suốt đời, nhưng Hà Nội vào mùa đông thực sự lạnh đến mức không thể tưởng tượng. Ẩm thực Hà Nội sẽ giúp bạn giảm lạnh rất hiệu quả, ví dụ như một tô phở ngon, tôi rất thích nó. Tôi ở Nga, âm 10 độ vẫn mặc quần cộc và áo thu đông ra ngoài đi dạo, còn ở Việt Nam thì tôi không dám bước chân ra đường. Việt Nam mùa hè nóng, mùa đông lạnh, những mùa còn lại rất mát, cuộc sống ở Việt Nam thật thú vị. Không chỉ các vị khách đến từ châu Âu, châu Mỹ, ngay cả những du khách đến từ đất nước Hàn Quốc, nơi có mùa đông lạnh âm độ cũng phải sốc vì cái lạnh ở Việt Nam. Đây là một cặp đôi người Hàn, mới đây họ đã có chuyến đi đến Việt Nam vào mùa đông và trải nghiệm cái lạnh cắt da cắt thịt. Cặp đôi này phải thốt lên rằng, dù nhiệt độ cao hơn nhiều ở Hàn Quốc, nhưng cảm giác lạnh hơn rất nhiều. Tuy lạnh, nhưng nó đã làm cho chuyến du lịch Việt Nam thú vị và giàu trải nghiệm hơn. Video của cặp đôi này đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng Hàn Quốc và quốc tế. Ban đầu thì mình cũng nghi lắm các bạn ạ. Làm sao một đất nước như Việt Nam lại có thời tiết lạnh hơn cả châu Âu được nhỉ? Thế nhưng sau khi đọc bình luận của cư dân mạng Hàn Quốc dưới video này, những người từng đến sống tại Việt Nam thì mình càng tin đó là sự thật,
Sau đây là những bình luận của họ. Bạn thật giống tôi đến Hà Nội với hy vọng tránh xa khỏi cái lạnh của Hàn Quốc, nhưng thực tế lại là một bất ngờ hoàn toàn. Họ có máy sưởi phòng trong khách sạn không? Tôi không thể ngủ vào ban đêm nếu nhiệt độ xuống dưới 12 độ C ở Hà Nội đâu. Tôi đã thử và nó thật đáng sợ, tôi không muốn ra khỏi chăn. Nhiệt độ trong ngày như thế nào? Tôi sắp đi vào đầu tháng 2 nên rất tò mò muốn biết Hà Nội có những thăng trầm gì trong khoảng thời gian đó trong năm. Bạn nên mang theo một vali áo ấm, bây giờ rất lạnh. Đến đây và ăn phở, bạn sẽ hết lạnh. Chắc khi nghe đến đây, các bạn cũng thắc mắc lý do thật sự là gì đúng không ạ? Vâng, mình sẽ trả lời ngay bây giờ. Mình đã bắt gặp một bình luận của một cư dân mạng Việt Nam, người này đã giải thích như sau. Thực tế là vì ở những nước ôn đới, vào mùa đông nhiệt độ xuống rất thấp, nhưng do độ ẩm thấp nên cảm thấy dễ chịu. Ở Việt Nam chủ yếu là khí hậu nhiệt đới gió mùa. Mùa đông lạnh cộng với độ ẩm cao nên cảm giác giá rét và khắc nghiệt hơn. Để dễ hình dung, bạn hãy tưởng tượng mình vừa tắm xong nhưng không thèm lau khô người và chạy ra ngoài sẽ thấy lạnh hơn so với người đã lau khô. Bạn này nói cũng đúng đấy các bạn ạ. Trong thời tiết lạnh, độ ẩm tăng cao sẽ khiến chúng ta cảm thấy lạnh hơn. Ngoài việc độ ẩm còn là vấn đề nhà cửa. Nhà ở nước ngoài thì rất ấm, cửa nẻo kín gió, điều hòa hai chiều và chăn ấm đệm êm, làm thêm tí rượu nữa thì ấm người lắm. Mình nghĩ rằng anh ấy không cảm thấy mùa đông tại Nga lạnh như ở Việt Nam, dù nhiệt độ trung bình khoảng -4 đến -3 độ C. Đó là do mỗi căn hộ đều có hệ thống sưởi, sàn nhà cũng được lót thảm hoặc lát bọc nhiều lớp để chân không bị lạnh. Họ chỉ cần vào nhà là được sưởi ấm ngay. Trái lại, ít căn nhà tại Việt Nam được trang bị hệ thống sưởi hay trải thảm mà thường lát gạch men, đá, trừ những tòa nhà văn phòng. Do vậy, đôi khi trong nhà còn lạnh hơn ở ngoài đường. Bên cạnh đó, lái xe máy hoặc đi dạo phố vào mùa đông cũng khiến cái lạnh trở nên đáng sợ hơn. Vào nhà một lúc, uống ly cà phê ấm và đá ngay bắt vở thì cái lạnh nào cũng tan biến ngay thôi. Dù sao thì lạnh cũng có nhiều điều để trải nghiệm mà đúng không các bạn nhỉ? Thời tiết của mùa đông miền Bắc thật biết cách để người ta làm biếng, để vùi mình vào chăn và ngủ để quên đi sự đời. Uống cà phê giữa trời đông cũng rất tuyệt đấy. Nếu như những ngày hè oi ả, những ngày thu dịu mát, người Hà Nội chọn cho mình những thức uống mát lành, thì mùa đông Hà Nội, cà phê lại là thức uống hoàn hảo để xua tan đi cái rét buốt đang trực chờ ngoài phố. Những tách cà phê ấm nóng cùng cốc trà gừng của một quán vỉa hè là vừa đủ để du khách vừa sưởi ấm tâm hồn và vừa có thể ngồi hàng giờ để ngắm nhìn vẻ đẹp của du lịch Hà Nội trong một sáng mùa đông. Thật là một trải nghiệm đáng thử đấy ạ. Còn các bạn nước ngoài nếu không thích cái lạnh thì mình gợi ý, các bạn hãy đặt ngay tấm vé bay tới thành phố Hồ Chí Minh, nơi ấm áp quanh năm nha. Nói chung ở Việt Nam chúng tôi, bạn muốn gì chúng tôi sẽ chiều tất. Và những chia sẻ vừa rồi cũng chính là nội dung của video ngày hôm nay. Sau khi xem xong video này, hãy để lại bình luận để chia sẻ cho tụi mình được nghe về suy nghĩ và cảm nhận của các bạn nha. Nếu bạn thấy video này thú vị thì cho tụi mình một like, đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông theo dõi để đón xem những video mới nhất từ tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.